Xin chào mọi người quay trở lại với lớp vẽ nhí. Và chủ đề ngày hôm nay của mình sẽ là hướng dẫn các bạn vẽ hoa cẩm tú cầu. Mình sẽ sử dụng kỹ thuật loang màu và chuyển màu cơ bản mà mình đã hướng dẫn ở video trước. Mình sẽ để đường dẫn trong phần mô tả cho bạn nào cần xem lại nhé. Sẵn đây mình sẽ hướng dẫn các bạn phác họa hoa cẩm tú cầu từng bước một để những bạn mới học chưa phác họa giỏi vẫn có thể làm được. Sau khi phác họa một hình tròn làm phần khung của đóa hoa, các bạn sẽ vẽ lớp hoa đầu tiên. Đây sẽ là lớp hoa trên cùng của đóa hoa cẩm tú cầu. Các bạn mới tập thì nên vẽ hoa to một tí để mình có thể dễ tô màu nha. Sau khi vẽ xong lớp hoa đầu tiên, các bạn sẽ tận dụng những khoảng hở để vẽ lớp hoa thứ hai bị che ở phía dưới. Cứ vẽ như vậy cho đến khi không còn khoảng trống trong đóa hoa nữa là chúng ta đã hoàn thành phần phác họa. Đây là một trong những cách phác họa mà mình thấy dễ nhất dành cho những bạn mới bắt đầu. Nó không quá khó, tất cả mọi người đều có thể làm được, chỉ là hơi mất thời gian một tí thôi. Cách phác họa hoa cẩm tú cầu này các bạn có thể sử dụng tương tự cho những loài hoa mọc thành chùm khác. Sau khi phác họa xong thì sẽ đến phần tô màu. Ở đây mình sẽ sử dụng màu xanh dương và màu tím. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu xanh và màu tím tô thật đậm những phần kẽ hở của cánh hoa. Vì đây là những phần bóng không có ánh sáng chiếu vào nên màu sẽ rất là tối và đậm. Các bạn tô đậm nhất có thể nhé. Những phần này các bạn chỉ cần lấy màu tô thật đậm là được, chưa cần phải loang màu hay chuyển màu gì đâu. Chủ yếu để mình tách khối cánh hoa ra cho dễ nhìn thôi. Đối với mình thì vẽ hoa cẩm tú cầu không có khó, kỹ thuật cũng đơn giản, nhưng mà nó thử thách sự kiên nhẫn của mọi người rất là nhiều. Mọi người hãy thật bình tĩnh, thật kiên nhẫn để cùng hoàn thành đóa hoa cẩm tú cầu này với mình nhé. Sau khi đã đi xong những phần khoảng hở của cánh hoa, mình sẽ bắt đầu loang màu. Kỹ thuật loang màu này mình có hướng dẫn ở video kỳ trước. Bạn nào chưa xem thì có thể vào phần mô tả để lấy đường dẫn nhé. Nhìn chung thì cũng khá là đơn giản, chỉ là thoa nước trước, sau đó thả màu vô sau. Mình sẽ thả một chút màu xanh dương, sau đó thả một tí màu tím. Cứ làm như vậy đến hết tất cả các cánh hoa thôi. Và có một nguyên tắc nhỏ nữa là các bạn nên tô những cánh hoa ở lớp dưới sẽ màu đậm hơn những cánh hoa ở lớp trên. Vì những hoa ở lớp dưới bị che khuất nên ánh sáng chiếu vào ít hơn, cánh hoa sẽ tối màu hơn. Với lại những cánh hoa ở dưới màu tối sẽ làm nền cho cánh hoa ở trên màu sáng, giúp cho tổng thể đóa hoa cẩm tú cầu trở nên tinh tế và tự nhiên hơn. Và một điều nữa chắc nãy giờ các bạn cũng thấy là mình không tô hai cánh kế bên nhau cùng một lúc, mà mình tô cánh này xong mình lại đi xa ra mình tô cánh khác. Tại vì sao mình làm như vậy các bạn biết không? Vì khi mình tô hai cánh hoa kế bên nhau mà cánh bên cạnh còn ướt, nước từ cánh hoa cũ sẽ chảy qua cánh hoa mới, làm cho màu của hai cánh hoa nó bị trùng nhau, nó không tách cánh ra được, hoa nó sẽ bị mờ và không rõ cánh. Vì thế mình rất ít khi vẽ hai cánh hoa sát bên nhau cùng một lúc. Lưu ý lại với các bạn là những hoa ở lớp dưới sẽ luôn tối màu hơn những hoa ở lớp trên nhé. Ở đây mình đang đi những cánh hoa ở lớp dưới này đậm lại. Như vậy thì cánh hoa ở phía trên nó sẽ rất là rõ ràng, nhìn đóa hoa nó sẽ có chiều sâu hơn và những cái lớp hoa sẽ không bị rối. Các bạn sẽ dễ dàng thấy được cánh hoa nào nằm ở trên và cánh hoa nào nằm ở dưới. Những bạn mới tập vẽ thì khúc này sẽ là rối nhất, nhưng mà các bạn cố gắng vượt qua giai đoạn này nha. Chỉ cần các bạn thật kiên nhẫn tô từng cánh hoa với một nguyên tắc duy nhất, cánh hoa phía dưới sẽ đậm màu hơn cánh hoa phía trên. Cánh hoa nào càng bị che khuất nhiều thì màu sẽ càng đậm. Kỹ thuật vẽ hoa cẩm tú cầu chỉ đơn giản có vậy thôi, còn lại là phụ thuộc vào sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của các bạn. Và một chia sẻ kinh nghiệm nhỏ mình muốn nói với các bạn mới học vẽ, đó là khi bạn tự luyện tập hoặc tự học vẽ tại nhà, sẽ có những tình huống làm cho bạn rất dễ nản lòng và rất dễ bỏ cuộc. Tiêu biểu là khi các bạn xem một video hướng dẫn vẽ, các bạn nhìn thấy người họa sĩ vẽ trong video rất dễ dàng, cảm thấy nó rất là đơn giản, nhưng khi mình thực hiện ngoài thực tế thì rất là khó khăn và các bạn hầu như không làm được. Giống như trong bài hướng dẫn vẽ hoa cẩm tú cầu này của mình, và mình biết chắc sẽ có những bạn vẽ không được hoặc vẽ bị sai rất nhiều lần. Lúc đó các bạn sẽ rất là nản chí và muốn bỏ cuộc và tự nghĩ trong đầu là mình không có năng khiếu vẽ. Nhưng mà mình chia sẻ bạn một điều nha. Bản thân mình cũng đã từng rất khó khăn như vậy. Mình cũng nhìn các video vẽ trên YouTube và mình học theo, nó cũng rất là khó khăn và mình làm sai rất là nhiều. Ai cũng thế thôi. Quan trọng là mình có vượt qua được giai đoạn khó khăn đó hay không. Với lại mình cũng muốn chia sẻ các bạn biết một điều là những video trên YouTube hướng dẫn vẽ, các bạn nhìn thấy người thực hiện làm nó rất là dễ dàng, rất là mượt mà, đơn giản vì một điều họ đã tập luyện những điều đó rất là lâu rồi. Còn bạn thì cái nào cũng mới là làm lần đầu tiên nên cái việc lọng cọng hay thất bại là bình thường. Các bạn đừng sợ vẽ sai, đừng sợ vẽ xấu, cũng đừng tự nghi ngờ bản thân mình là có năng khiếu hay không, có tài năng hay không. Cứ vẽ đi, đừng suy nghĩ nhiều.
Nếu ngày hôm nay các bạn vẽ hoa cẩm tú cầu này không thành công thì ngày mai các bạn có thể làm lại, ngày mốt ngày kia vẫn có thể làm tiếp. Chỉ cần các bạn kiên trì vẽ thì một lúc nào đó bông hoa cẩm tú cầu này sẽ không còn là gì khó khăn đối với các bạn hết. Và mình cũng hy vọng những video hướng dẫn cơ bản của mình có thể hỗ trợ các bạn vượt qua được giai đoạn ban đầu đầy khó khăn của việc tập vẽ. Các bạn có thắc mắc gì thì đừng ngần ngại để lại comment nhé. Mình sẽ xem và trả lời tất cả. Tạm biệt mọi người!